ngày 18 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phối hợp với công an các huyện Ân Thi, Tiên Lữ, phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh và công an thành phố Hưng Yên đồng loạt đột kích vào 12 địa điểm đánh bạc dưới hình thức bán số lô, số đề tại 7 xã của huyện Ân Thi gồm Đào Dương, Xuân Trúc, Tân Phúc, Quang Vinh, Vân Du, Bãi Sậy, Đặng Lễ, bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và khám xét khẩn cấp 11 đối tượng. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ gần 650 triệu đồng, hai máy phách, hàng chục bảng cáp đề với tổng giá trị số tiền giao dịch khoảng gần 1 tỷ đồng, cùng nhiều sổ sách ghi chép việc bán số lô số đề. 17 điện thoại di động các loại, một xe ô tô hiệu Mercedes, một xe máy hiệu SH cùng nhiều đồ vật tài liệu liên quan. Qua đấu tranh bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ vai trò chủ đề của hai bố con Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Văn Tới ở xã Tân Phúc và Chu Văn Tặng ở xã Đảo Dương đã ra quyết định tạm giữ 11 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.